Cảm ơn ạ. Có thế này thôi mà cô không tả chính xác là mất công tôi lên đây. Tôi về nhà ngủ đi. Anh Công. Thấy chưa? Phải quay video về để làm bằng chứng. Chứ không là chị Phương chị sẽ cứ tin tưởng mù quáng ấy. Thật ra em gọi anh đến đây vì việc khác. Việc gì? Đang đi rồi đây, chờ tí nhá. Cô làm gì đấy? Em rất nhớ anh. Cái gì? Em kiếm cớ để gọi anh đến đây đấy. Cô bị điên à? Nếu yêu một người đàn ông đã có gia đình là điên thì đúng. Em đang điên rồi đây. Có việc gì đây? Hai đứa em anh đang đi theo anh đấy. Em nói cái gì? Hà, Trâm Anh, có thể cả Thành và Danh, mấy đứa đang đi theo anh đấy ạ. Bọn nó theo anh làm gì? Có làm gì thì anh hãy cẩn thận. Em không biết là Hà với Trâm Anh nó có thể làm gì đâu.
Bỏ ra. Nhưng mà dừng lại đi, đủ rồi. Vì người đàn ông trong kia là anh của hai anh, cho nên hai anh bất chấp để Minh đúng sai đúng không? Em đừng có nhầm lẫn. Bây giờ bọn anh không hề nói là việc anh Công làm đang là đúng. Và ở đây không có ai bênh ai cả. Thì nếu mà không ai bênh ai, tại sao anh không cho em đi vào trong đấy?